Thưa quý vị và các bạn, Lào Cai có 3 phương thức vận tải là đường bộ, đường sắt, đường thủy. Tới đây, cảng hàng không Sapa cũng sẽ được khởi công xây dựng. Như vậy, Lào Cai cơ bản có đủ các phương thức vận tải hiện đại. Hệ thống hạ tầng giao thông đầy đủ là thuận lợi rất lớn để Lào Cai có bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới. Trong khi xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ gặp nhiều khó khăn, thì hoạt động xuất nhập khẩu qua đường sắt thời gian qua lại có sự khởi sắc. Tại ga đường sắt Liên vận Quốc tế Lào Cai, lượng hàng tăng khoảng gần 40% so với cùng kỳ, với các mặt hàng chính là phốt pho vàng, quặng sắt, lưu huỳnh. Năm 2021, mặc dù dịch bệnh, nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu qua đường sắt vẫn đạt 368 triệu đô la Mỹ, tăng 53% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy đường sắt vẫn có vai trò rất quan trọng đối với kinh tế của Lào Cai. Chúng tôi tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thông quan nhanh chóng cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, từ đó đạt được các kết quả vượt chỉ tiêu thu ngân sách và các chỉ tiêu pháp lệnh được giao. Để nâng cao hiệu quả thông quan, chống dịch cũng như giảm tải cho các cửa khẩu đường bộ, đưa hàng nông sản xuất khẩu qua đường sắt, dự án đấu nối dây ga Lào Cai ga Hà Khẩu Bắc Trung Quốc đã được chính phủ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư với số tiền trên 2.200 tỷ đồng. Với khổ đường đã hơn trăm năm, tuyến Hà Nội, Lào Cai, Côn Minh, Hải Phòng nếu được kết nối với ga Hà Khẩu Bắc của đường sắt Trung Quốc với khổ đường lớn là 135 thì sẽ lưu lượng vận chuyển hàng hóa qua ga sẽ lớn hơn. Với phương châm một đồng bỏ vào giao thông sẽ thu hút 20 đến 30 đồng từ các nguồn ở ngoài xã hội. Ngoài đường sắt thì Lào Cai đang chú trọng đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông đường bộ, đặc biệt là cảng hàng không Sapa đang tạo ra kỳ vọng đột phá về giao thông trong thời gian tới. Để tăng cường thu hút được cái FDI thì Lào Cai phải có sân bay. Thế và Lào Cai có sân bay thì sẽ khai thác được tối đa được cái tiềm năng lợi thế của Lào Cai, đó là về du lịch, thế rồi là về phát triển về thương mại dịch vụ, thế rồi là về công nghiệp. Hiếm có địa bàn vùng núi nào lại hội tụ đủ 4 loại hình giao thông như Lào Cai. Sự kết nối đồng bộ, thông suốt sẽ góp phần phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giúp Lào Cai đảm nhiệm tốt vai trò cầu nối của cả nước với vùng Tây Nam Trung Quốc.